Hello mọi người nha, thì tôi là Quý một con anime. Thì anh em còn nhớ cái con gái Shinin Bắc mà hôm tôi giới thiệu cho anh em chơi không? Thì hôm nay thì nó giống như là cập nhật phiên bản mới cực kỳ hấp dẫn luôn nha anh em ơi. Phiên bản 3.0 Bình Minh của ngàn đấu hoa hồng nha anh em ơi. Đến với phiên bản lần này chúng ta sẽ được khám phá vùng đất mới Sumegu nha anh em. Đến với hảo quốc Sumegu chúng ta sẽ được trải nghiệm vô số điều thú vị với nguyên tố mới lần đầu xuất hiện trong game luôn nha anh em ơi, cùng với nhiều cốt truyện thú vị về vùng đất này. Trong phiên bản lần này chúng ta sẽ gặp nhân vật mới sử dụng nguyên tố hảo lần đầu xuất hiện trong game, nhân vật mới 5 sao Tanagi dạo bước gừng xanh, kiểm lâm trưởng gừng Aviza là học giả hiếu niên tinh thông thực vật học, hiện đem làm đội trưởng kiểm lâm của gừng Aviza, tính tình thẳng thắn nhiệt tình. Tanagi sử dụng cung và sở hữu nguyên tố hảo. Nhân vật mới 4 sao Polay mầm non tái sinh, kiểm lâm tập sự nhiệt tình của gừng Aviza, nhưng đằng sau sự nhiệt tình đó là một trái tim hướng nội đau buồn. Còn nhân vật Polay thì sử dụng cung và sở hữu nguyên tố hảo nha anh em ơi. Dogi kho báo vườn mơ, thương nhân mất hóa súp quỷ nhập hằng, say mê những đồng moga sáng lóa. Dogi sử dụng đại kiếm và sở hữu nguyên tố lôi. À thì tôi quên nhắc với anh em nữa, vào ngày 24/8 tại Aeon Bình Thanh sẽ xảy ra giống như là sự kiện gặp điểm dịch chuyển với nhiều phần quà hấp dẫn, anh em nhớ tham gia nha. Sắp tới sẽ có sự kiện cầu nguyện của phiên bản 3.0 với sự trở lại của Yongli trong banner Tanagi vào ngày 24/8/2022 và Ganju và Kogumi vào ngày 9/9/2022, cùng với sự xuất hiện của vũ khí mới cung 5 sao con đường thợ săn. Cung săn bắn được chế tạo từ nhánh cây trắng từng bắn hạ vô số ác thú xâm chiếm khu rừng. Cung 4 sao sông cạn, bộ vũ khí ghèn mới cận vệ nhà vua, quả mộng, quán nguyệt thương, vương khí gừng sâu, kiếm gỗ, thánh di vật mới, ký ức gừng sâu và ác mộng hoàng kim, cùng với nhiều boss và quái vật mới. Thì sắp tới sẽ có rất là nhiều event thú vị và cốt truyện mới, thì anh em giống như là nhớ vào game tải game Genshin Impact về để trải nghiệm nha. Thì đường link thì mình có ghi phần mô tả, phần bình luận á, thì anh em nhớ bấm vào để mà tải nha, chỉ có thể là Genshin Impact. Rồi bây giờ tôi sẽ vô lấy cúp nha, chứ tôi là tôi thấy cái cúp nó bự hơn cái đầu của tôi nữa. Tranh cúp quý 11 ngón lần 1 vô địch. Cái quần quả gì đấy anh em? Quá. Cái này mà em ơi, ai mà vô địch đó anh em, là tôi nói anh em là quả chạy đậu luôn anh em à. Đó thôi thì đây là một đống cái huy chương vàng nè, rồi huy chương bạc nè. Còn đây là mấy cái cờ lưu niệm cho anh em ở xa người ta lợi với anh em. Đó, mấy anh em ở xa người ta lợi nè anh em thấy không? Đó, cúp nè. Rồi cái này là cái gì? Đây là cái sáng giá nè anh em. Sáng chân luôn. Rồi thì bây giờ tôi sẽ đem đi về và chuẩn bị cho giải đấu của ngày mai nha anh em ơi. Đó, ok. Quý, tao nói mày hai ngày mai ngồi đá hàng nào mà lấy được cái cúp này, tao nói mày nó quỷ gì cũng kìa. Nó gì nè. Rồi thì bây giờ thì tôi gắn cái bảng vừa xong luôn, nhưng mà thì trời nó cũng mưa luôn. Đó, thì đây là huy chương vàng nè, đó huy chương bạc nè, để coi ngày mai coi ai giống như là giành lấy cái cúp chà bá khổng lồ này nha anh em ơi. Đó, với một đống huy chương này thì team tôi giống như là đã giống như là chuẩn bị hết trơn rồi nha anh em ơi. Thì giờ này là 5:30 sáng, thì team tôi lần nào thấy là nó đuối hết trơn rồi anh em à. Đó, còn đây là huy chương vàng nè, huy chương đồng nè, đó, còn đây là huy chương bạc nè. Đó, thì anh em thấy cái cúp không? Cái cúp lần này là nó bự, là mát hot luôn nha anh em ơi. Thì hôm nay anh em mà ai mà lấy được cái chức vô địch mà của team tôi như thế này anh em, đó, ai mà cầm như thế gì nè là anh em cũng hiểu là cái team nó khủng bố và ảnh trưởng luôn. Tại vì anh biết sao không? Hôm nay là toàn sinh mũi Cần Thơ nè, nói chung là nó tụ hợp những nhân tài bí ẩn đồ, nó tụ hợp là cái giải lần này. Thì anh em giống như là cùng hóng để xem tôi giống như là team tôi có lấy được cái cúp này hay không nha anh em ơi. Thì bây giờ anh em chuẩn bị chưa? Rồi bây giờ chém nha. 1, 2, 3. Yeah. Rồi bây giờ đi ra sân banh thôi nha anh em ơi. Ok. Rồi thì giờ này là 5:00 sáng nha anh em ơi. Đó thì hôm nay trời mát mẻ sạch sẽ, không có ghẻ anh em ơi. Đó, đây là những thanh niên mà nguyên buổi không ngủ nha anh em ơi. Ngày mai đá giải mà nguyên một đêm nó không ngủ luôn anh em à. Đó, thì bây giờ thì tụi tôi sẽ đi giống như là mua bánh mì nha anh em ơi. Thì đi mua bánh mì lần nhiêu đây nè anh em ơi. Đó, mới đầu mở hàng thôi mà nhiêu đây nè anh em à. Anh em thấy đông không? Đó, thì ăn xong thì tụi tôi sẽ khởi động nha. Đó. Ok anh em ơi, thì hôm nay mà Quy Trần nếu mà săn được cái cầu hũ xuất sắc á thì tôi sẽ thưởng nóng cho Quy Trần là 2 triệu tiền mặt nha anh em ơi. Bây giờ hôm nay nắng sao? Cũng anh xui nó phải căng quá căng. Nhưng mà đội đầu tiên trong lập là Hoàng Vũ chơi nên rất chi là căng thẳng nha. Thì anh em nhớ nhấn like đăng ký cơ hội cho mình nha. Ok. FC Minh Lập đến Bình Phước hôm nay đến đây sẽ quyết thắng, đem quý vị một ngón chiến thắng chỉ ra trời.
mọi người, em mình đến từ Ngã 7. Hiện tại là FC Ngã 7. Hôm nay team của mình đến đây để gì quý một con. Anh em, quý một con ngón đâu. Em đến từ Nhân Nghĩa, tụi em đến đây để diệt quý một con. Em chiến thắng, chiến thắng. My name is FC. I'm from Việt Nam. Hôm nay diệt quý một ngón. Quý Tâm. Quý Tâm. Tôi là team Barbet City đến từ Oppong Vlog. Thì chúng tôi đến đây để quyết tâm việc đội quý một ngón. Quyết tâm. Quyết tâm. Chào anh em, tôi đến từ Lạc Long FC. Hôm nay tôi đến đây việc em quý một ngón. Quyết tâm. Quyết tâm. Rồi thì hello anh em nha. Thì đội mình là đến từ Ung Môn nha anh em. Và đội mình hôm nay lên đá giải quý một ngón để hạ đội quý một ngón nha anh em. Đây là anh em mình. Thì bây giờ là bắt đầu vòng loại nha anh em ơi. Đó thì đầu game mà tôi giống như gặp một đối thủ giống như là khá là nặng ký luôn anh em à. Hoàng Vũ FC. Đó thì cái đội này giống như là có danh tiếng rất chi là trong bóng đá luôn nha anh em ơi. Đó thì cái tướng của bên tôi thằng nào thằng đấy nhỏ xíu anh em mà, còn tướng bên bển nó chà phá vậy anh em mà. Không như là cái trận này là cái trận chung kết vậy đó anh em ơi. Đó thì cái này là trận chung kết thiệt luôn anh em mà. Nó căng quá cái trưởng luôn, tôi ngồi ở ngoài sân tôi coi mà anh em. Mà đậu xanh nó giống như là tôi nhím nhím luôn anh em à. Đó anh em thấy chưa, trời bên kia người ta bật co quá trời, tôi nói anh em là nó căng hẳn quá cái trưởng luôn. Thì bên tôi là có Hịnh Bò nè, Thanh Đàn nè, Đức Cống nè, rồi hịnh bò nha anh em ơi, dưới Quy Trần đó. Thì bên kia để coi chúng là bên tem tôi nó có thắng hay không nha anh em ơi. Thì cái tem tôi là cái tem thánh lạc kèo mà anh em, nó mấy cái trái này mấy thằng này mà nhầm nhò gì ở bên tôi anh em đó. Giờ nè xúc nhưng mà chúng giờ được Quy Trần nha anh em ơi. Đó thì tôi nói anh em là nó căng hẳn dữ lắm anh em à. Thì anh em giúp tôi nút like đi nha. Rồi thì bây giờ anh em như nè, Đức Công đánh đầu nhưng mà không vô nha anh em ơi. Rồi bây giờ lại bên đây áo vàng, rồi Hịnh Bò giống như là lấy banh, thằng kia nó ăn dạ anh em ơi, thấy chưa, nó đứng dậy liền anh em thấy chưa, mấy niên này giống như là tinh xảo lắm anh em à. Đó rồi bây giờ xúc phạt xúc, nhưng mà hữu môn bên tôi là Minh Thành giống như là chụp ra được nha anh em ơi. Đó thì tôi thông báo anh em luôn là Minh Thành là nguyên một đêm không ngủ để giống như là chí giống như là mấy người này nha anh em ơi. Rồi trời anh em thấy chưa, tôi nói anh em là cái trận này như cái trận chung kết vậy đó anh em, mà nó căng hẳn quả cái trưởng luôn anh em ơi. Rồi Đức Công cố gắng nhưng mà không thành công nha anh em ơi. Đó thì bên kia vô banh khá là kịch tính luôn anh em à. Bây giờ Đức Công sút nhưng mà không vô nha. Đó rồi bây giờ Quy Trần sút phạt nè, sút phạt nhưng mà không vô luôn nha anh em ơi. Rồi bây giờ làm gì đây, bên kia làm gì đây, rồi đá lên, rồi ê, rồi bên tôi thua một trái luôn à anh em ơi. Tôi nói rồi cái trận này gặp giống như là mấy thanh niên này đá ghê lắm anh em à. Đó con giống như cầu thủ nặng ký anh em ơi. Thôi không sao, bên tôi là thánh lạc kèo mà anh em ơi. Ấy thôi giờ Đức Cống nè, vô vô. Rồi một điều nha anh em ơi, tôi vừa nói là tem tôi thánh lạc kèo là giống như là bên kia là thua một trái liền đi, phải không? Rồi thì bây giờ là đá giống như là trực diện nha. Rồi Đức Cống sút không vô luôn nha anh em ơi. Đó thì chị về hữu môn hai chạm là đá như thế đó nha anh em ơi. Rồi bây giờ sút. Rồi cái này là Đức Cống giống như là chơi xấu, xong rồi cái thanh niên bên đây giống như là kênh như cái mỏ nó dậy quải chữ luôn anh em à. Đó đá banh người ta có trọng tài mà thanh niên này chữ hề luôn anh em ơi, ảo quải cái chữ anh em ơi. Thanh niên này không chừng giống như là mới đá banh anh em à. Đó rồi bây giờ làm gì đây, rồi bên kia quá chỉ là hay luôn, dẫn banh xong rồi chiền nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó rồi bên đây làm gì đây, rồi số 11, rồi số 11 chứ đối đầu với Quy Trần quá hay luôn. Rồi đi nhưng mà Đức Cống trượt, trời ơi trời, anh em thấy chưa, tôi nói anh em là cái trận này như cái trận chung kết vậy đó anh em, mà nó căng hẳn quá cái trưởng luôn. Rồi thì anh em giúp tôi nút like đi để mà tôi tạo ra nhiều cái giải này cho anh em giúp tôi là tham gia nha. Rồi bây giờ làm gì đây, rồi Thanh Đen xuống nhưng mà Minh Thành chụp vô nhưng mà không vô anh em ơi. Trời ơi trời, nhém nữa là góc chữ A anh em, mà nhém nữa là thua anh em ơi. Rồi bây giờ Đức Cống như là phá banh ra thành công rồi, chọi lên xong rồi làm gì đây, rồi Đức Cống trời nhém nữa là vô cái đầu thằng kia anh em ơi. Rồi bây giờ làm gì đây, rồi sút nhưng mà không vô nha anh em ơi, cái đó mà đệm vô cái cung thành là vô anh em à. Đó bây giờ chuyền lên nè, rồi Đức trời ơi trời, Hứa Út Nhân nhém nữa là vô anh em ơi, mấy nhém nữa là giống như là gỡ kèo được anh em à. Rồi Đức Cống hay quá, Đức Cống ơi cái này là phải giống như là có banh là phá liền nha anh em ơi. Đó tôi nói anh em là nó căng đét. Rồi bây giờ là bắt đầu hiệp 2 nha. Hiệp đầu thì chúng tôi giống như là gỡ kèo lại là một điều anh em à. Đó rồi bây giờ làm gì đây, rồi trời ơi trời, cái đó mà vô cái nghi chăng cái gôn là nó vô rồi anh em ơi. Đó bây giờ là số 11 nè, rồi số 11 làm gì đây, rồi sút nhưng mà trọng bằng phá cản được thành công rồi nha anh em ơi. Rồi bây giờ tiếp tục là số 11, rồi bây giờ là trọng bằng, rồi trọng bằng làm gì đây, sút trời ơi trời bị méo rồi anh em ơi, không hiểu sao luôn. Rồi bây giờ là đá biên nha anh em ơi, rồi đá biên là phải giữ khoảng cách nha. Rồi sút trời ơi trời, anh em thấy chưa,
thủ môn bên tôi là phải như vậy nha anh em ơi. Đó, bây giờ là tiếp tục đá biên tiếp nè. Rồi, để coi có vô hay không nha anh em ơi. Rồi. Rồi, xong luôn anh em ơi. Quá chi là hay đến từ vị trí số 1 luôn anh em à. Sút quá chi là căng thẳng luôn anh em ơi. Quá ghê. Thì tỷ số là 2-1 rồi nha anh em ơi, không sao. Hôm nay là team tôi là team hánh lật kèo mà anh em ơi. Đó thì anh em thấy hay chứ mà team thằng nào chứ mà bên tôi đó hay anh em comment bên dưới nha. Thì hôm nay là hịnh bò chứ mà là trọng bằng chứ mà đứt cống chứ mà là tiễn thêm một siêu phủi nữa nha anh em ơi. Đó bên tôi là có ai, ông ở xanh là chứ mà là siêu phủi chứ mà là tiền hủ nha anh em ơi. Đó tôi không biết gọi là gì nữa anh em à. Đó, rồi bây giờ làm gì đây? Sút nhưng mà không vô nha. Đó, hịnh bò anh em nhìn nè, một hồi hịnh bò chứ mà tỏ sáng cho anh em coi. Rồi, bây giờ hịnh bò làm gì đây? Rồi. Sút nhưng mà trời ơi trời đứng cấp điểm ra ngoài anh em ơi, nhiếm nó là vô rồi anh em ơi. Đó, thì bên tôi hôm nay có siêu phổi giống như là gì đây? À, tiền thủ nha anh em ơi. Đó thì giống như là đá thoải mái lắm anh em à. Đó, có kèo nào là chơi kèo đó nha anh em ơi, không ném hạt tem thằng nào hết trơn nha anh em ơi. Rồi bây giờ đứng cấp, sút nhưng mà không vô nha. Rồi, thì bên tôi hiện tại là đang thua một trái đây mà. Rồi bây giờ hịnh bò làm gì đây? Hịnh bò chuyền cho Đức Công. Hịnh bò vô, trời ơi trời, nhiếp nữa là vô rồi anh em ơi. Cây quả trưởng luôn anh em ơi. Rồi bây giờ làm gì đây? Hay quá Minh Hành ơi, chết rồi Minh Hành ơi. Rồi cung ngựa chân rồi anh em ơi, hay quá Minh Hành ơi. Rồi chạy về lẻ lắm nội ơi. Rồi tôi nói đi, Minh Hành nó cung lắm rồi nè anh em nha. Đó anh thấy chưa, trời ơi tiền hữu của tôi giống như là hậu vệ tôi nói anh em thấy chưa, quả cái chữ luôn. Rồi bây giờ hịnh bò vô, quá chi là đỉnh cao luôn anh em ơi. Rồi tôi nói rồi, tem tôi là tem hánh lật kèo mà anh em ơi. Đó anh em thấy chưa, hai giải hai cả tương mà anh em nhìn cái số 10 kìa anh em ơi, cái tướng chà bá nợ luôn anh em à. Đó thì lần này là hữu môn giống như là chụp ở ngoài nha anh em ơi, nên sẽ đá giống như là cái dòng màu trắng này nha anh em ơi. Rồi bây giờ trọng bằng, trời ơi trọng bằng nó đá bên đây mà con mắt nó liếc lên kia anh em à, nó nãy bị lé. Rồi rồi xong luôn, sai lầm của số 12 giống như là tiền thủ bên tôi rồi anh em ơi. Rồi bên tôi đã tiếp tục thua một trái rồi nhưng mà không sao, tem tôi là tem hánh lật kèo mà anh em, nên anh em cứ tin tưởng tôi nha. Rồi bây giờ là bên tôi là đang thua một trái nha anh em ơi. Thì màu hồi anh em nhìn nè, tem tôi là phải nói là rất chi là đỉnh cao luôn đó. Có hịnh bò gánh mà anh em, hịnh bò giống như là mới có giống như là mười mấy tuổi cho hịnh bò như 206 nha anh em ơi. Đó là hịnh bò đó, đúng cái gì chưa, 206 đá với hai cả tương mà nó hành như vậy đó anh em à. Nó mà bằng tuổi một cái anh em, nó đá thì hứ gì mà chịu nổi luôn. Rồi bây giờ là tem tôi giống như là đang giống như là quê rồi nha anh em ơi. Bây giờ mà tem tôi gán ăn một trái là tem tôi giống như là vô được giờ giống như là tứ kết nha anh em ơi. Rồi bây giờ đứng không vô, hôm nay là hịnh bò giống như là gánh đem cái trận này rồi nha anh em ơi. Quá chi là đến từ phối hợp của Đức Công và hịnh bò luôn anh em ơi. Rồi tem tôi là trận này thắng được Hoàng Vũ FC, một cái đối thủ khá chi là nặng ký nha. Thì cuối cùng nó cũng đã hết giờ nha anh em ơi. Ok rồi, hánh lạc kèo chỉ có đôi giày mi vô 3 lít nha. Cái này là cơ bản thôi. Rồi là đây là hành trình của tôi sẽ giành lại cái cúp trà bá nện đó nha anh em ơi. Nếu mà bây giờ mà tôi thắng em trận này nữa anh em, là tôi sẽ vô tứ kết nha anh em ơi. Và tôi sẽ đấu với cái đội là nhì nhất bảng như là bảng B nha. Rồi thì bây giờ thì tôi sẽ vô đá nha anh em ơi. Đó bây giờ đá cự ly nè, bây giờ nè quý ngón sút nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó thì bây giờ nè anh em nhìn là tôi muốn giỏ cái xi lát nè anh em ơi. Đúng rồi, trời ơi tôi nói anh em cúp này nó quê thì thôi đi anh em ơi, ở ngoài nó nhìn thì thôi đi, nó quê banh xét luôn đi mà. Đó thì anh em không, thằng kiên nhẫn nó cũng trơn nữa anh em ơi, cái sân này nó trơn quả cái trưởng luôn. Rồi bây giờ số 6 sút chúng thằng ngang nhưng mà quyết định là không vô nha anh em ơi. Rồi không vô nha. Rồi thì bây giờ làm gì đây? Rồi bây giờ là tôi sẽ giống như là đá gốc cho Quy Trần nha. Rồi sút nhưng mà không vô nha anh em ơi. Nó tính đá cục hai trong nhẫn nhưng mà là bị người ta cản phá rồi nha. Rồi thì cái đội này là đội là UAGFC đó, tôi cũng biết nữa anh em à. Rồi bây giờ tôi tiếp tục bắn nè. Rồi nhưng mà làm gì đây, chiền nhưng mà không được anh em ơi, khó quá anh em à. Rồi bây giờ là Quy Trần, Quy Trần chiền cho quý ngón bị người ta xô, xong rồi làm gì đây? Đó rồi dẻo qua một người, hay quá, khúc này là chúng tay áo đỏ rồi nha anh em ơi. Đó bây giờ khúc này là kiên nhẫn nè, sút nhưng mà vô luôn nha anh em ơi. Chúc mừng Quy Trần vô luôn nha anh em ơi, quá chi là đẳng cấp đến từ vị trí của chúng mình là Quy Trần luôn anh em ơi. Thì bên tôi là quyết định là ăn ra một trái nha cho anh em nhìn kìa. Thằng anh nàng nó té nó cắm đầu luôn đi mà. Rồi bây giờ là Quy Trần làm gì đây? Rồi Quy Trần chiền như là không giống như là phối hợp đồng đều với lại kiên nhẫn anh em ơi. Rồi chiền với kiên nhẫn nè, bây giờ kiên nhẫn sút nhưng mà không vô anh em ơi. Hổ môn số 29 chụp quá là ghê luôn anh em ơi. Đó bây giờ kiên nhẫn sút nhưng mà không vô luôn nha anh em ơi. Má hủ môn bên kia nó chụp dữ quá anh em à. Anh em nào mà chưa nhấn like đâu, để tiếp tục để tôi ra tiếp phần 2 cho anh em xem nha. Rồi
bây giờ làm gì đây? Quý Trân sút nhưng mà trúng giò giống là bên kia nha anh em ơi. Rồi tiếp tục là Quý Trân sút, trời ơi trời, nhưng mà không vô nha anh em ơi, quá chi là khó luôn. Rồi bây giờ câu lên cho Quý Trân, khúc này Quý Trân là bị chặt chân rồi nha anh em ơi. Đó khúc này anh em là cái chân của Quý Trân là nó cong vòng luôn nha anh em ơi. Đó khúc của Quý Trân giống như là tạm nghỉ một thời gian nha. Đó khúc này là Quý Trân giống như là đi vô bệnh viện nha anh em ơi, chứ bây giờ là Quý Trân quá là hết là chịu nổi rồi anh em, mà cái chân nó cong vòng luôn nha anh em ơi. Đó thì anh em giống như là giúp Quý Trân giống như là một nút like đi nha, để mà tôi cố gắng giống như là lấy động lực giống như là lấy cúp về cho Quý Trân nha. Đó xúc chúng nhưng mà lên trời nha anh em ơi. Đó trời luôn khúc này trời ơi, đứa cống chơi quá chỉ là bạo luôn anh em ơi, tội nghiệp nhỏ quá anh em ơi. Má cái cống chơi xấu quá đứa cống ơi. Đó trời ơi, trọng bận xúc một cái giữa cung hành quá chỉ là khủng luôn anh em ơi. Thì bên tôi giống như là mất Quy Trần rồi anh em, mà tôi nghĩ Quy Trần anh em là nghĩ giống như là mấy tháng trời là mới khôi phục lại giống như là cái chân anh em, mà tại vì cái khúc đó anh em đỡ anh em con cao quá cao anh em, xong một cái chân anh em nó bị chặt cái khớp. Thường thường là cái cục như cái giò của anh em là có một cục tròn tròn đúng không, đó nó ở giữa, nhưng mà Quy Trần là nó hành qua một quẹo qua một bên luôn rồi đó, là anh em hiểu là nó như thế nào đúng không. Khúc này cái thằng kia nó ôm Đức, Đức nó quẩy tay đi mà đó, thì lực là không được ôm nha. Rồi bây giờ là làm gì đây, rồi làm gì đây, thỉnh ba xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Hủ môn quá chi là hay luôn anh em, mà nó Đức cống chút cái nữa nhưng mà không vô luôn. Còn khúc này hỉnh bò nó giả bổ té đây mà đó, nhưng mà trọng tài trọng tài không hỏi anh em ơi. Đội bên kia bắt đầu phản công, rồi quá trời hay ơi, sút nhưng mà không vô được. Dung wow, anh em thấy chưa, Minh Hạnh tụi nó anh em là hủ môn tôi chụp kê lắm. Ơi xử lý, trời ơi trời, hỉnh bò ơi, hỉnh bò nó xui quả trưởng anh em à. Rồi bây giờ Đức cống sút nhưng mà không vô anh em ơi, chép anh khá là đi là căng luôn anh em à. Đó rồi bây giờ cứ bình tĩnh cho anh em ơi, tem tôi là tem hánh đặt kèo mà anh em. Đó thì anh em hóng bằng hai anh em, thì anh em nhớ cho mình xin một like đăng ký kênh hộ cho mình nha. Rồi Đức cống cu lê nhưng mà cu lê không thành công nha anh em ơi. Đó rồi bây giờ bên kia làm gì đây, rồi chúng cho được tiền đạo, ủa tiền hậu vệ của tôi anh em ơi. Đó hậu vệ của tôi mới hê mà anh em, đó nó mới là tiền hủ chứ tiền hủ anh em, mà tiền hủ nha kêu chơi đó. Rồi vô quá chỉ là nhẹ nhàng đến từ vị trí của hình bò luôn anh em ơi. Đó thì thằng tiền hủ bên tôi anh em, trời ơi tôi nói thiệt với anh em là bây giờ là có ai là tôi chơi lén nha, tôi là tôi không có sợ ai hết nha. Trời ơi trời, hiểu chưa, hủ môn bên tôi nó chụp quái cái chữ luôn anh em ơi. Đó bây xúc, trời ơi cái này là vô rồi nha anh em ơi. Nó chứ anh là nó dội vô trong vòng trong rồi nha anh em ơi. Má vô luôn, tài hỏi vô rồi nha anh em ơi. Đó thì bây giờ là bên tôi có giống như là tiền hủ khá chi là cứng anh em, mà đó quần xanh đó anh em, nên là giống như là tem tôi đá thoải mái lắm anh em, mà thì anh em nhớ thấu bằng hai nha. Rồi bây giờ tem tôi nhất bảng A, nhưng mà anh em biết sao không, mất cầu thủ xuất sắc Quy nè anh em, bị chặt khớp rồi đó anh chặt em khớp. Thì bây giờ tôi sẽ vô tứ kết nha anh em ơi, đó hành trình lấy cúp, giành giật lấy cái cúp luôn anh em.